Rồi chào bạn, thì trong clip này mình sẽ gọi là cho bạn xem cận cảnh cũng như là trên tay nhanh về cái mẫu Samsung Galaxy S22 Plus. Cho bạn sẽ coi là phiên bản màu hồng nó sẽ như thế nào ha. Thì cái máy này mình mua được bên cửa hàng Mai Nguyên và giá bán thì mình sẽ để cái link ở phần mô tả để cho bạn truy cập và tham khảo. Rồi ok. Thì mình sẽ để cái máy sang bên ha. Đây là cái hộp của nó nè, đó, một hộp rất là quen thuộc, rất là mỏng. Rồi ok. Thì phụ kiện kèm theo bạn chỉ có duy nhất đó là một cái sách hướng dẫn như thế này và một cái sợi cáp với hai đầu USB-C, chứ không có ốp lưng, không có tai nghe hay là không có cua sạc, cho nên là bạn đừng có thắc mắc ha. Ok. Thì đây là cái chiếc S22 Plus màu hường, màu hồng đó bạn. Thì nói chung là cái màu hồng này mình đánh giá là nó không có quá hồng đâu, nói chung là nó hồng nó rất là nhẹ nhàng nè, cho nên là nhìn rất là nữ tính ha, bạn nữ xài rất là hợp với cái màu này. Thì thiết kế thì nó vẫn tương tự là trên cái dòng S21 thôi, cũng không có khác gì nhiều. Thì nó vẫn sẽ có là một cái khung viền kim loại nè, mặt kính trước sau sẽ là kính cường lực gọi là Glass Victus Plus, tức là nó sẽ gọi là chống va đập tốt hơn. Và cái mặt lưng này nó là dạng nhám bạn ha, nó sẽ hạn chế cái việc là bám mồ hôi và dấu vân tay. Thì mặt sau mà sẽ có là một cái cụm camera sau với ba cái ống kính nè. Một cái ống kính chính đó là 50 chấm, ống thứ hai sẽ là ống 10 chấm để mà chụp tele zoom quang 3x, và hai cái ống đó thì đều hỗ trợ là chống quang học luôn. Còn ống thứ ba nó sẽ là cái ống 12 chấm để mà chụp ultra wide. Đấy, tức là ba cái ống kính chính ha. Đây là cái phần cạnh phải máy thì mình sẽ có là tăng gia âm lượng nè, nút nguồn nè. Cạnh dưới thì mình sẽ có là cái phần lông ngoài, cổng sạc USB-C và cái khe cắm sim và một cái mic được đặt khá là gần ha. Cho nên là bạn cần phải lưu ý nè, dễ bị chọt nhầm lắm nha. Đó. Và bạn cũng có lưu ý luôn là cái máy này á nó sẽ không có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài luôn. Và nó sẽ có hai cái lựa chọn, đó là RAM 8GB bộ nhớ 128 hoặc là RAM 8GB bộ nhớ 256. Rồi. Đây là cạnh trái và đây là phần cạnh trên. Đó, đây là cái phần mặt trước ha, thì nó là dạng thiết kế phẳng chứ không có bo cong là cái con S22 Ultra. Đây là cái phần màn hình. Thì cái độ sáng con này bạn rất là cao ha, nó lên tới là 1750 nits, tức là nó ngang bằng với lại cái con S22 Ultra đó, 5G đó. Cho nên là khi mình ngồi ở trời nắng như này nè, đó, mình cố tình ha, mình ngồi nắng, mình chịu nắng, chịu nóng để mình cho bạn xem coi là cái chất lượng hiển thị của cái màn hình S22 Plus nó như thế nào. Này ha, rất là sáng nha, nhìn cực kỳ rõ luôn. Và cái máy này nó sẽ kích thước là 6.6 inch bằng ha, cho nên là cầm cũng khá là to. Và cái tấm nền hiển thị của nó dùng công nghệ là Dynamic AMOLED 2X, cho nên là màu sắc của nó rất là rực rõ luôn. Màn Samsung thì trước giờ mình không có đơn vị để mà chê trên những dòng máy cao cấp rồi, nó rất là đẹp luôn, xem phim, lướt web, chơi game hay là làm mọi thứ trên cái màn này rất là tuyệt vời. Và cái tần số quét của nó sẽ là 120Hz. Đấy, đại sơ sơ ha. Rồi, thì nó sẽ có thiết kế là Infinity O, tức là nó sẽ có một cái cam trước ngửa chấm như thế này. Đấy, thì mình sẽ mở ra cho bạn coi cái phần camera ha. Thì năm nay Samsung cũng cải thiện về cái mặt chụp hình cũng như là quay phim cho cái phần camera sau để mà mình có được trải nghiệm tốt hơn, đặc biệt là về chế độ chụp và quay ban đêm. Thì nếu mình giữ được cái máy lâu hơn đó, thì mình sẽ chia sẻ với bạn kỹ hơn. Thì đây là cái giao diện chính về cái phần camera sau, thì nó vẫn tương tự thôi mà cũng không có khác gì nhiều. Đây là phía trên thì mình sẽ có là chỉnh được về cái độ phân giải, thì bạn có thể quay được tối đa lên tới là 8K 24 frame hoặc là 4K 60 frame. Còn đây là cái phần quay phim ha, đây mình có thể chuyển qua chế độ góc siêu rộng nè, hay là phải là zoom quang 3x nó mình quay như thế này. Đó. Còn đây là 1x, đây chống chống rung ha. Ok, rồi đây là cái phần chụp hình, mình chuyển qua cái phần chụp ảnh nè. Đó, chụp hình, đây là cái phần cam trước, đây bạn thấy không, cam trước nè, chọn một tông màu cho ảnh selfie này, tự nhiên đi ha. Rồi ok, và cho phép bạn có thể mình chuyển qua được cái góc siêu rộng, nó rộng một tí để mình có thể mình chụp selfie với lại nhóm bạn tốt hơn. Đấy, rồi ok. Về cấu hình thì S22 Plus nó sẽ trang bị là con chip Snapdragon là 8 Gen 1 ha. Và mình đã có thử dùng AnTuTu Benchmark á, thì điểm số của nó nè, đây mình cho bạn xem điểm số của nó ha. Rồi. Đây là điểm số của nó được 816.320 điểm. Còn về cái phần Geekbench 5 á, đây, điểm đơn nhân sẽ là 1.221 và đa nhân sẽ là 3.375. Cái máy này thì nó cũng được trang bị thiết kế là kháng nước và bụi bẩn là IP68 mà, cho nên là bạn có đi mưa hay là có đi hồ bơi á, mà có làm lướt xuống nước á, thì cũng ok, hoặc là bạn có muốn mà quay dưới nước á, thì cũng ổn ha. Nhưng mà mình khuyến cáo là không nên lạm dụng nhiều về cái việc đó. Rồi, đó là sơ bộ về cái chiếc máy này. Còn về pin á, thì nó sẽ có cái dung lượng pin là 4500 mAh và hỗ trợ sạc lên tới là 45W. Nhưng mà do là Samsung không có tặng kèm cái củ sạc nhanh, cho nên là buộc mình sẽ phải đi ra ngoài mua những cái củ sạc nhanh rời khác để mà sạc nhanh cho cái chiếc máy này. Rồi, thì đó là cái phần trên tay nhanh của mình về cái chiếc Samsung Galaxy S22 Plus phiên bản màu hồng.
để cho bạn xem cận cảnh coi là cái màu hồng ở ngoài đó nó sẽ như thế nào ha. Thấy rồi đó, hồng nó rất là nhẹ nhàng. Thì cuối cái video này á, mình sẽ làm một cái clip, đó là mình quay test nhanh, quay 4K 30 frame, quay bằng cái ống kính góc siêu rộng ha. Mình vừa chạy xe, mình cầm một tay, mình quay xem thử coi là cái chất lượng quay của nó cũng như là cái chống rung nó như thế nào cho bạn tham khảo. Ok, thì bạn nào có kiến gì về cái chiếc máy này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video ha. Và cái link mua hàng thì mình sẽ để dưới phần mô tả để cho bạn xem chi tiết hơn. Ok, rồi, chào các bạn. We'll be right back.